Từ khi các chốt trực được thiết lập, mọi sinh hoạt của hơn 10.000 dân tại 6 thôn của xã Sơ Lôi gói gọn bên trong các barrier. Dù có nhiều bất tiện, nhưng mọi người dân đều chấp hành các quy định để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng. Tâm lý thì em thì luôn luôn chấp hành mọi cái điều kiện của trung tâm phòng dịch, với lại nhà nước mình phòng dịch. Em cũng không hoang mang gì, vì mọi cái cũng đầy đủ cho bản thân em và cho người dân xóm em và xã em. Sau 20 ngày toàn xã được khoanh vùng cách ly để phòng chống dịch COVID-19, đến 0 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2020, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được dỡ bỏ cách ly. Đến nay thì đời sống của người dân đã trở lại bình thường. Dù thời điểm dỡ bỏ các chốt kiểm soát diễn ra vào đêm khuya, nhưng nhiều người dân vẫn thức đi ra đầu làng chứng kiến việc dỡ bỏ các chốt cách ly. Sau khi các chốt được dỡ bỏ, hàng chục ô tô, xe máy qua lại. Với người dân Sơn Lôi, đêm qua là một đêm không ngủ. Bởi được xóa bỏ lệnh cách ly, đồng nghĩa với Sơn Lôi đã an toàn với dịch Covid-19 và cuộc sống của họ đã trở lại như thường ngày. Tâm trạng của chúng tôi rất là vui và vinh dự là chúng tôi đã, nhân dân Sơn Lôi chúng tôi cách ly vùng dịch rất tốt và được Đảng và Chính phủ quan tâm. Báo cáo của huyện Bình Xuyên tại hội nghị công bố dỡ bỏ cách ly xã Sơn Lôi cho biết, trong 20 ngày qua, huyện đã thực hiện các biện pháp kiểm soát theo quy định, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn bằng nhiều hình thức như phát thanh, tờ rơi, đồng thời đảm bảo sinh hoạt hàng ngày cho người dân. Hơn 6.000 lượt người được đảm bảo an toàn khi đi qua các chốt kiểm soát để làm ruộng, khám chữa bệnh. Hiện nay, tình hình sức khỏe của người dân xã Sơn Lôi cơ bản đã ổn định, không có thêm trường hợp nào mắc mới. Tôi đề nghị chúng ta không chủ quan. Và đây là chúng ta xác định đây là thành quả bước đầu trong cái công tác phòng chống dịch bệnh nói chung của cả nước và nói riêng của tỉnh Vĩnh Phúc, của huyện Bình Xuyên và xã Sơn Lôi. Thế nên từ đó thì chúng tôi đề nghị thế này. Thứ nhất là tôi đề nghị ban chỉ đạo của tỉnh, của huyện và của xã, chúng ta vẫn phải tiếp tục huy động toàn bộ cả hệ thống chính trị. Cái thứ hai là chúng ta vẫn phải tiếp tục làm công tác tuyên truyền vận động để nhân dân của chúng ta tích cực tham gia vào cuộc công tác phòng chống dịch bệnh. Vĩnh Phúc trở thành tâm dịch khi ghi nhận 11 ca dương tính với COVID-19, trong đó Sơn Lôi có 7 trường hợp. Đến nay, các trường hợp mắc bệnh đều đã được chữa khỏi và xuất viện về nhà. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng trải qua 23 ngày không xuất hiện bệnh nhân dương tính với COVID-19.